các tiện ích nổi bật của khu đô thị Bắc Hà Thanh Quy Nhơn. Mời quý anh chị cùng tham khảo nhé. 1. Công viên trung tâm gồm có Clubhouse, công viên sức khỏe, sân thể thao đa năng, sân tennis trẻ em, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi chuẩn Olympic 50m, hồ bơi trẻ em, vườn BBQ, đường dạo bộ, cà phê ngoài trời. 2. Công viên nội khu gồm có quảng trường nhạc nước, vườn ánh sáng, lối dạo, khu vui chơi trẻ em, vườn cờ, đồi cỏ vui nhộn, vườn chữa lành. 3. Công viên ven sông gồm có đường dạo ven sông, đường đạp xe, chạy bộ, quảng trường nhạc nước lớn, đốc tàu ngắm cảnh, vườn thảo dược, vườn cờ, công viên trò chuyện, khu picnic, đồi trong chóng, BBQ. 4. Hệ thống trường học gồm có hệ thống trường học cấp 1, liên cấp. Dự án khu đô thị Bắc Hà Thanh Quy Nhơn có rất nhiều tiện ích bên trong thật đa dạng và đẳng cấp. Mọi thông tin chi tiết về dự án này, quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.